Cảm ơn em đã quay lại với kênh Xe Máy Guardian. Hôm nay thì em Châu sẽ cập nhật giá bán của một dòng xe, đó là xe Suzuki Bandit 150 phân khối. Dòng xe này thì sẽ dùng cho những cái anh em nào mà ham đi phượt, đi những cái miền núi dốc gì đấy này, thì cái xe này nó sẽ chạy khỏe hơn và cái tốc độ của nó sẽ bốc hơn nha. Dòng xe này thì hiện tại bên cửa hàng em Trôm đang bán với mức giá là chỉ từ 58 triệu đồng, là giá xuất hóa đơn cho các bạn, không phát sinh chi phí nào. Nếu như các bạn muốn cửa hàng làm biển số thì cung cấp cái địa chỉ chính xác qua cho em Trôm sẽ báo giá chi phí biển số xe tùy từng khu vực cho mọi người nha. Và mọi người mua xe thì tới địa chỉ cửa hàng của em Trôm nằm trên quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Mua xe liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Trôm 0325 333 789, có sử dụng Zalo luôn nha. Rồi, hiện tại thì em sẽ quay cho mọi người hai màu, đó là màu đen nguyên con luôn và một bên là màu đỏ, mâm đỏ nha, đỏ đen mâm đỏ. Trước mắt các bạn là một em xe Suzuki Bandit này. Phía xi nhan của em xe sẽ được thiết kế ở phần đầu trên, cực kỳ tiện lợi luôn nha, tránh va quẹt khi di chuyển trên đường. Và cặp phuộc cũng là phuộc thuộc dạng ống lồng này. Mâm thì sẽ là mâm xương cá nha. Về phần bình xăng của em xe này được vuốt nhọn về ôm sát vào cạnh khung sườn luôn nha, tạo cho các bạn cái cảm giác ngồi thoải mái này, và chân của các bạn sẽ ôm sát vào đây luôn nha. Xe này thì có cái ghi đông xe cao nên là các bạn lái xe sẽ rất chi là thoải mái, không bị mỏi giống như những cái dòng xe mô tô này phải chòm người xuống nha. Yên xe của em xe này cũng là một yên xe nối liền, không được phân lớp nên là cảm giác các bạn ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Dòng xe này thì cửa hàng em Trôm là có hỗ trợ ship xe cho các bạn nha. Các bạn ở ngoài xa mà các bạn không tiện ghé cửa hàng thì cứ nhắn qua Zalo hoặc là alo trực tiếp cho em Trôm để em Trôm hỗ trợ ship xe cho mọi người. Ví dụ như các anh ở Quảng Ninh hoặc là ngoài Bắc Hà Nội gì đấy mà ngoài đấy không có dòng xe này thì nhắn em Trôm, cọc trước cho em Trôm 1-2 triệu gì đấy để em Trôm ship xe cho mọi người nha. Phí ship thì sẽ tùy từ khu vực, có khu vực gần, khu vực xa. Nên là muốn biết chi tiết chính xác thì nhắn qua Zalo cho em Trôm cái nha. Còn em bên này thì một em Suzuki Bandit nhưng mà màu đỏ đen. Nếu như mà các bạn hợp màu đỏ này thì các bạn có thể chọn sang em xe này nhá. Mâm bên xe này mâm màu đỏ luôn. Không thích màu đỏ thì các bạn có thể sơn lên mâm của em màu đen chẳng hạn, hoặc là sơn mâm màu bạc. Rồi. Em xe này cũng giống y hệt em xe bên kia thôi, chỉ khác màu thôi nhá. Bình xăng của em xe này cũng khá chỉ là lớn, tầm khoảng 11 lít. Nếu mà các bạn đi phượt mà đổ bình xăng thì đi tẹt bô luôn. Hiện tại cửa hàng em Trôm ngoài hai cái màu này ra thì còn có những cái màu xe Bandit, ví dụ như là màu đỏ đen, đỏ là đỏ nguyên con. Các bạn nhắn qua Zalo em Trôm sẽ gửi bảng màu qua cho mọi người nhá. Hỗ trợ trả góp các bạn chỉ cần đưa trước thì em Trôm là 7 triệu đồng trở lên. Và hồ sơ chỉ cần căn cước công dân thôi. Mọi người quan tâm thì chấm cho em Trôm một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.